Thì đây là cái hồ mà mình đã set up khoảng 2 năm rưỡi rồi các bạn. Chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trọng Hay Làm. Cái hồ cá của mình này các bạn, thì có mấy bạn hỏi mình nó làm một cái hồ cá chơi được bao nhiêu lâu, một cái hồ thủy sinh như vậy nè. Đó thì đây là cái hồ mà mình đã set up khoảng 2 năm rưỡi rồi các bạn. Đây, hồi tháng 5 năm 2008 218 2000 2018 các bạn, bây giờ tháng 10 là 2 năm rưỡi. Các bạn coi đó nè, nó cũng cái này là nó hơi bị dơ rồi các bạn, cả tháng mình chưa vệ sinh á, nhưng mà vệ sinh lại thì ok. Đó, chúng ta ngày hôm nay chủ đề của ngày hôm nay là một cái hồ cá như vậy thì sẽ chơi được bao nhiêu lâu. Thì theo mình nghĩ các bạn là trong vòng là khoảng 3 năm là không có vấn đề gì luôn các bạn. Có nghĩa là các bạn coi nè, phân đồ nó vẫn còn tốt lắm, cây đồ nó lên liên tục luôn. Mình phải gọi là gì ta, mình phải bỏ bớt cây các bạn. Cá đồ cũng vậy, nó để nhóc luôn, mình phải vớt ra mình quăng bớt á. Thì nhưng mà mình khuyên các bạn chơi khoảng trong vòng tầm 5 rưỡi 2 năm á, thì mình sẽ thay đổi cái mẫu mã các bạn. Có nghĩa là mình sẽ thay đổi để cho nó mới hơn, đẹp hơn một kiểu khác á, chứ xài kiểu hoài thì nó cũng buồn, nó cũng nhàm á các bạn. Đó thì có mấy bạn hỏi chơi được bao nhiêu lâu rồi bao nhiêu lâu vệ sinh. Thì thường á, cái hồ của mình á các bạn, là mình khoảng tháng tháng rưỡi mình vệ sinh lần. Đó các bạn coi nè, khoảng một tháng tháng rưỡi vệ sinh lần rồi. Một lần mình vệ sinh á thì mình thay khoảng 1/3 nước. Rồi cái cây mà nó lớn nhiều quá, nó tùm á thì mình tỉa bớt. Đó. Rồi rêu á thì mình sẽ vệ sinh nó, mình gỡ ra mình hút ra. Ngày hôm nay cái lưỡi mình đau quá, nó không được. Nhưng mà mình thấy có mấy bạn cứ coi cái video của mình á, xong rồi hỏi mình, thành ra là hôm mình ráng mình lên mình làm cho các bạn coi luôn. Đó. Thì các bạn yên tâm là chơi được rất là lâu và không tốn tiền gì nữa hết các bạn, và không hư gì luôn nha. À, có cái đèn, cái đèn này các bạn khoảng một năm nó cháy một lần các bạn, các bạn sẽ phải thay đèn một lần, thay chắc khoảng như 200 á, hai bóng này nè, một bóng nó hình như cũng cả hơn 100.000 á các bạn. Đó thì các bạn chủ yếu thay bóng, cá là nó đâu có chết gì đâu các bạn, thành ra là chơi thoải mái nha. Vậy thôi, tốn tiền điện thôi. Đó, tiền điện của cái hồ này thì một ngày nó là 24 W. Có nghĩa là cái bơm các bạn 24 W một tiếng, thì một ngày nó tầm là nửa ký điện à. Xong rồi cái đèn á, thì đèn này thì 80 W, mà hai cái á thì hai cái là 80 W các bạn, 80 hay 70 đó mình biết không chính xác. Thì một ngày chạy 8 tiếng là cũng nửa ký, coi như là cả đèn cả cả bộ lọc á, là một ngày là hết 1 ký điện nha, tháng 30 ký. Đó, các bạn tính tiền ra là khoảng 60.000 tháng. Rồi cá thì mình thích thì mình mua thêm, còn không thích nữa mua mấy cái loại cá đẻ dữ lắm. Đó là các bạn có thể chơi được trong vòng 3 năm không phải suy nghĩ gì hết. Mình quay lại hộp cá mình cho các bạn coi nè. Đó, cây nó cũng không có chết các bạn, nó chỉ già đi thôi. Mà khi cây già các bạn cắt rồi các bạn tỉa đồ lại á, cái lại mọc lên cái mới. Cái gần giữ cái gốc của nó thôi. Một số cây á, là mình cắt cái cành á, mình cắm xuống á, nó lại lên lại nha, coi như là trừ khi là các bạn thích đổi mới thôi, còn nếu mà không đổi mới á, thì chơi được lâu lắm. Đó thì ngày hôm nay mình chia sẻ ngắn vậy thôi. Các bạn nếu mà yêu thích kênh của mình, các bạn nhớ ủng hộ mình nha.
like, comment, chia sẻ cũng được, đăng ký rồi đó. Mình đang rất là mong được các bạn ủng hộ. Làm cái kênh này 10 tháng rồi mà mới có 2.000 người đăng ký. Nhiều lúc cũng nản các bạn, nhưng mà thôi, mình nghĩ cái chia sẻ của mình nó cũng có ích người ta thôi, mình cũng ráng mình duy trì cái kênh. Các bạn nhớ ủng hộ mình thì mình có thể ra xem nhiều cái kênh, nhiều cái video mới đó, chia sẻ với các bạn nhiều thứ hấp dẫn lắm đó. Thì hồ cá thì vậy thôi. Cái video trước của mình về hồ cá được nhiều người xem lắm, cũng được tới 60 mấy ngàn view rồi các bạn. Mà mấy bạn nó cứ hỏi mình là cái vấn đề là cái hồ cá của mình, thành ra là hôm nay mình tập hợp mấy comment mình trả lời luôn. Ok, video ngày hôm nay tới đây mình chia sẻ là hết rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nhé. Rồi, ông Trong 25 chào các bạn.